Và thực là sau khi tất cả các thế lực lớn tập trung tụ họp về nơi này bài tuyết giáo cũng rất nhanh phân phó rất nhiều nhân lực để phòng thủ cũng như canh gác rất cẩn trọng tòa cao ốc này rõ ràng bí mật mà trịnh giật tiên đã hé lộ cho tiểu đội điều tra chính là bảo bối của bài tuyết giáo chương dịch cũng đã tính toán rất kỹ và tò mò về điều này nên xe địa hình cũng chọn vị trí đỗ rất gần với tòa nhà cao ốc này cứ ngỡ quả này phải dụ bạn hình thiên đi ngủ với nguyên không dạ thì mới điều tra ra được tung tích chương dịch thầm tính toán và đo khoảng cách từ xe địa hình tới bên trong tòa nhà sau đó bất ngờ mở xong cửa thứ nguyên chi môn ra kết nối với một khu vực bên trong tòa cao ốc với khoảng cách trong phạm vi skill cho phép, rồi trương dịch không chần chừ quyết định lao thẳng vào bên trong tòa nhà để đi rình mò xem bên trong nơi này có bí mật gì hay họ vừa khám phá ra điều gì ẩn giấu sâu trong bái tuyết giáo vừa thỏa chí tò mò của bản thân. bên trong tòa nhà tối đen như mực, mọi nơi đều giống như bị thứ gì đó bị kín lại, khiến người bình thường không thể dễ dàng quan sát mọi thứ đang diễn ra bên trong. trương dịch mở thấu kính chiến thuật và quan sát bên trong tòa cao ốc điều này càng khiến cho sự tò mò của trương dịch dâng lên cao trào cái quái gì đang ẩn giấu bên trong nơi này vậy đây chẳng lẽ chính là bí mật không thể bật mí bên trong cấm địa của bái tuyết giáo sao nhưng loại cây này dùng để làm gì nhỉ bản thân trương dịch đợt này có vẻ như cũng không còn yên phận như trước rồi đối mặt với nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khi biết rằng có một bí mật to lớn đang ở gần mình và bản thân lại có khả năng du hành xuyên không gian bất chấp mọi trở ngại thì đéo tầm này anh chạy nhanh nhất cái thành phố thiên hải này Trương Dịch bản thân liền đưa ra khẳng định của mình sau khi quan sát tình hình trước cửa nơi này cả ngày, đảm bảo rằng tuy có người canh gác cẩn thận nhưng sẽ không có người nào ở trên đỉnh tòa nhà này quá lâu. Có người ra vào nhưng không ở lại lâu, chỉ đẩy vài chiếc xe qua lại đi ra ngoài. Từ những điều này mà Trương Dịch đưa ra phán đoán rằng rất có thể đây chính là kho hàng hóa và vật tư của bái tuyết giáo. Với thấu kính chiến thuật Trương Dịch mang trên đầu có chức năng nhìn xuyên màn đêm rất tối tân. Vì vậy mà bóng tối trước mặt không hề hấn gì với Trương Dịch. Sau khi quan sát khắp nơi này thì Trương Dịch vẻ mặt liền hiện rõ sự kinh ngạc. Vì xung quanh căn phòng ngay trước mặt ngập tràn dây leo và lá cây. Nhiều tới mức ngay dưới chân của Trương Dịch dây leo cũng bỏ lủng ngổm chằng chịt, điều này khiến Trương Dịch thầm tự hỏi tự trả lời, là dây leo. Chẳng lẽ đây chính là thực vật biến dị hay sao? Như loại cây thực vật biến dị này rốt cuộc dùng để làm gì? Nó có thể cung cấp lương thực sao? Hay suy xét sâu xa hơn nó còn có chức năng nào khác nữa? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Trương Dịch được nhìn thấy một cây thực vật biến dị to lớn như thế này, nhưng nếu như cân nhắc tới việc hoa hoa và nhạc nhạc có thể biến dị và phát triển đột biến tới kích thước khổng lồ, thì những loài thực vật có khả năng sinh trưởng vô hạn thì không có gì là không thể trương dịch bản thân đã sẵn sàng dùng sơ kiêu ưu tế quyền chứ danh bất cứ lúc nào với song trọng cửa thứ nguyên chi môn thì hiện tại không có thứ gì có thể ngăn cản trương dịch trốn thoát khỏi nơi này tuy rằng thứ trước mắt chưa có thông tin rõ ràng nhưng bản thân cũng đã tới đây rồi thì nhất định phải xem xét rõ ràng như thế nào trương dịch đầu óc mơ hồ cảm nhận rằng đây chính là một bí mật rất lớn không chỉ là của bái tuyết giáo mà có thể là toàn bộ thành phố thiên hải và hơn bao giờ hết đây chính là cơ hội tuyệt vời để trương dịch có thể thao túng vận mệnh của bái tuyết giáo Trương Dịch hừ nhẹ một tiếng sau đó bên tay phải liền xuất hiện thanh bảo đao Long Minh, vừa vận sức mạnh kích hoạt siêu năng lực giúp tăng tốc độ cơ thể và khả năng phản ứng lên gấp 8 lần. Sau một thời gian dài trải qua huấn luyện một một với giáo viên cá nhân Lương Duyệt, khả năng cận chiến của Trương Dịch cũng trở nên tiến bộ hơn rất nhiều, điều quan trọng nhất bây giờ chính là có vũ khí tốt trong tay và năng lực dị năng mạnh mẽ. Cho dù có gặp phải kẻ địch trong môi trường chật hẹp như thế này, Trương Dịch cũng có thể phản xạ né tránh và phản công nhanh chóng, Trương Dịch từng bước đi về phía trước. Với một hàng dây leo to lớn chắn trước mặt, bản thân nghi ngờ về những điều có thể xảy ra khiến trương dịch đắn đo suy nghĩ loại cây bí ẩn này rõ ràng có liên quan đến sức mạnh siêu nhiên nên tốt nhất mình không nên dùng tay chạm vào nó trương dịch bản thân suy nghĩ một khắc liền vung thanh long đao trong tay chém một đường bén như cái chén ở trước mặt điều khác lạ là khi thanh đao chạm vào dây leo thì xuất hiện nhiều tia máu phọt ra bên ngoài chỉ với một đường kiếm cơ bản trương dịch khoét một lỗ lớn ở trước mặt đủ để bản thân đi vào khác với những loài cây bình thường từ những vết cắt trên thân dây leo chảy ra thứ nhớ nhất màu đỏ như màu máu đem lại cho người bình thường cảm giác loài thực vật này khá ghê rợn. Nhưng khi bước ra ngoài khiến Trương Dịch cảm thấy khá sốc, bởi vì trung tâm của toàn bộ tòa cao ốc này đã bị đào thành một cái giếng trời, dưới chân của Trương Dịch là khu vực hành lang thì gần như bị phá hủy hoàn toàn và chỉ rộng khoảng 1 mét để đứng. Trương Dịch nhìn từ gốc cây khổng lồ biến dị sừng sững từ phần sâu nhất của tòa nhà vươn lên tới thẳng đỉnh nóc trần nhà mà cảm thán. Cái thứ đồ chơi này, chính là thế giới thụ sao? Bản thân Trương Dịch liền nghĩ tới một loại cây khổng lồ mà mình đã học và xem trên tivi từ rất lâu, nhưng rõ ràng cái cây trước mặt không giống như vậy có thể trên thế giới đã xuất hiện những cái cây thậm chí còn lớn hơn thế này. Nhưng Trương Dịch cũng hiểu rằng cái cây khổng lồ này đã biến dị và phát triển đến kích thước lớn như thế này chỉ trong vòn vẹn vài tháng qua. Nhìn cái cây khổng lồ trước mặt khiến Trương Dịch khá phấn khởi thích thú thầm nghĩ, chuyến đi này thực sự là một chuyến đi đúng đắn. Trương Dịch hít một hơi thật sâu để bản thân có thể bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ về tình huống mà mình vừa chứng kiến, không còn nghi ngờ gì nữa, mình thực sự đã phát hiện ra một bí mật động trời bên phía Bái Tuyết giáo. Liệu mình có nên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn hay không? mình nên lựa chọn làm gì tiếp theo đây chỉ quan sát như xem náo nhiệt sau đó rời đi và trả với như không có chuyện gì xảy ra hay vẫn là nên thu thập một chút hoa quả cùng với ké nhộng giống như trứng côn trùng kia để xem xét kỹ hơn đây quả thực là một sự lựa chọn khó khăn trong thời điểm này một khi bị phát hiện rất có thể người của bái tuyết giáo sẽ liều mạng cùng với chương dịch một mất một còn nhưng bây giờ bái tuyết giáo liệu có dám liều mạng vào thời điểm nguy cấp như thế này không chương dịch nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội trời cho này liền quyết định bước tới quan sát cẩn thận phản ứng của cây khổng lồ biến dị sau khi nhận ra không có điểm gì bất thường xảy ra trương dịch yên tâm ngắt hai trái màu đỏ tươi trên cành trương dịch không khỏi nuốt nước miếng đánh ực một cái bản thân cũng không rõ gốc cây thực vật biến dị này liệu có hung hãn hay không nên cố gắng giữ im lặng để không phát ra âm thanh sau đó nhanh chóng thu quả màu đỏ mọng vào bên trong không gian để tiện việc về sau vừa hành động trương dịch vừa chắc mầm tuyệt không có ngoại lệ về sau đâu trương dịch nhìn trên những thân dây leo xuất hiện nhiều lá cây cũng có vẻ lạ mắt đang khẽ cử động trước mặt vì vậy cũng không khựng lại mà đưa tay ra phía trước mở cổng không gian thu toàn bộ vào bên trong vừa hành động vừa kiên quyết thu những thứ này vào bên trong nhanh nào điều kỳ lạ là toàn bộ thân cây lớp ló thoáng ẩn hiện màu đỏ giống như màu máu và có nhịp thở giống như của con người dưới lớp vỏ cây ẩn hiện những đường nét gân máu màu đỏ tươi giống như máu thịt của con người cảm giác như đây không phải là một cái cây mà là một người sống trong hình hài cây khổng lồ biến dị vậy sau đó trương dịch cẩn thận quan sát xung cảnh xung quanh nơi mình đang có mặt xung quanh tòa nhà ngoài dây leo và lá cây thì trên cành cây ngoài xuất hiện rất nhiều quả màu đỏ tươi kích cỡ khoảng một nắm tay người trưởng thành mà còn có cả những chiếc kén cuộn tròn lại treo trên tường và mái nhà giống như trứng côn trùng trương dịch cũng không rõ những thứ này bên trong là gì nhưng hình ảnh thần thần bí bí xuất hiện trước mặt ở trong hoàn cảnh như này khiến cho trương dịch không khỏi cảm thấy rùng rợn sau khi hành động cảm thấy không có gì nguy hiểm xảy ra trương dịch ngẩng đầu lên quan sát những vật thể hình kén nhộng giống như trứng côn trùng treo trên trần nhà mà có chút lo lắng tự hỏi bên trong sẽ không phải là một con côn trùng to lớn gì đó chứ Trương Dịch tuy rằng đã đi tới bước này nhưng bản thân vẫn còn có chút sợ hãi. Không ngoại trừ chương Dịch mà người bình thường đối với côn trùng thì đều sinh ra một cảm giác buồn nôn và khá sợ người. Nếu bây giờ Trương Dịch lột vỏ những chiếc kén nhộng kia ra và nhìn thấy một con côn trùng như bọ khổng lồ lủng ngổm bò ra bên ngoài, với chất nhầy như nhớp chảy khắp người chắc Trương Dịch sẽ nôn mẹ nó hết thức ăn mới ăn từ tốm hôm qua. Chương Dịch nghiến răng nghiến lợi lấy hết can đảm quyết định mượn bái tuyết giáo một chiếc kén nhộng về để nghiên cứu khoa học. Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Trương Dịch đi tới gần một cái ké nhộng ở dọc hành lang bị phá hủy, sau đó dùng đao dứt khoát cắt đứt cành của chiếc ké nhộng. Tiếp theo tranh thủ cơ hội chiếc ké nhộng rơi xuống thì giơ tay và thu vào bên trong dị không gian của mình. Sau khi hoàn thành công đoạn này, Trương Dịch dứt khoát sử dụng song trọng cửa thứ nguyên chi môn và ba chân bốn cẳng, với vẻ mặt gian manh xảo quyệt của tên trộm cắp cút luôn khỏi tòa nhà cao ốc bỏ hoang không không chút do dự, Trương Dịch cũng không gấp gáp nghiên cứu khi đoạn được thứ này trong tay. Dù sao về vấn đề sinh học Trương Dịch cũng không thật sự am hiểu, vì vậy mà Trương Dịch trở lại trên xe làm ra bộ dáng nghỉ ngơi nhưng thật sự là méo ngủ được tiếp thời gian rất nhanh đã tới sáng ngày hôm sau trương dịch cẩn trọng quan sát động tĩnh bên phía bái tuyết giáo vì bản thân muốn xem xem liệu việc mình vừa làm đã bị phát hiện hay chưa nhưng mọi việc diễn ra ở bái tuyết giáo vẫn hoàn toàn bình thường và không có điểm gì lạ thường điều này khiến trương dịch cảm thấy có một chút yên tâm trong lòng theo như suy đoán của trương dịch thì hành vi vừa rồi của mình rất khó bị phát hiện bởi vì nói gì thì nói trong toàn bộ thành phố thiên hải Trương Dịch chỉ gặp qua duy nhất em gái dị nhân sử dụng năng lực không gian đi xuyên tường lúc đột nhập vào nơi trú ẩn của mình, nhưng sau đó đã bị Trương Dịch làm thịt không thương tiếc, với sự canh gác cẩn mật chặt chẽ xung quanh khu vực tòa cao ốc bỏ hoang, thì sẽ không ai nghi ngờ có người lẻn được vào bên trong nơi này, điều này khiến Trương Dịch thở phào nhẹ nhõm và tiến ra bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lạ thường từ khi các thế lực tụ tập về nơi này thì không hề có một con zombie nào xuất hiện xung quanh khu vực bái tuyết giáo, khung cảnh này thực sự có chút kỳ lạ. Xung quanh bãi tuyết giáo có rất nhiều đường tàu điện ngầm vì vậy mà số lượng zombie có rất nhiều. Tuy nhiên sau một ngày một đêm trôi qua thì không ai nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc của anh em xã đoàn zombie, thế nhưng đối với biên quân võ cùng những thế lực khác mà nói. Điều này quả thực không phải là một tin tức tốt, sau khi tập họp thủ lĩnh các thế lực ở bên ngoài chương dịch liền lên tiếng. Bầy xác sống đột nhiên ngừng di chuyển và hành động, hoặc là bọn chúng đang rút lui, hoặc là bọn chúng đã cảm nhận và phát giác ra được hành động của chúng ta. Từ đó âm thầm mưu đồ điều gì bí mật. Quả thật bây giờ thì tôi thực sự phải cân nhắc rằng, thi vương có thể thông minh hơn những gì chúng ta đang nghĩ rất nhiều. Tiêu Hồng luyện quả quyết nhận xét, những đám quái vật này biểu hiện trí tuệ cũng quá thông minh hơn mức bình thường điều này khiến tôi càng ngày càng tin rằng bọn chúng được con người đứng sau lưng chỉ đạo hành động nếu như bọn chúng nhất định không chịu xuất hiện chẳng lẽ chúng ta cứ thế mà tử thủ ở đây mãi sao biên quân võ liền lên tiếng hỏi thủ lĩnh các thế lực có tin tức tình báo gì từ căn cứ của các người không chương dịch nhanh miệng đáp lại cũng không có căn cứ của chúng tôi cũng trở nên yên tĩnh lạ thường mặc dù toàn bộ người của chúng tôi đều đã được đưa xuống lòng đất nhưng trên mặt đất có camera giám sát theo như quan sát cũng không nhìn thấy sự xuất hiện của một nhóm xác sống nào cả trương dịch chật nghĩ tới điều gì đó liền quay sang nhìn biên quân võ hỏi có phải hay không vì các anh đã giết chết một con thi vương thi vương là sự tồn tại đặc thù rõ ràng có thể nói nó chính là trái tim của một đám xác sống một khi thi vương chết chính là lúc trái tim ngừng đập điều này khiến bầy xác sống mất đi trật tự và khống chế vì vậy mà có thể kết luận trong thành phố thiên hải không chỉ tồn tại một thi vương có trí thông minh và từ đó có thể hiểu rằng bọn chúng có một mối liên hệ đặc biệt nào đó vì nếu giết chết một thi vương sẽ khiến những thi vương khác trở nên cảnh giác hơn biên quân võ liền lên tiếng nhận định đây mới chỉ là khởi đầu có thể lũ thây ma vẫn đang chờ đợi và theo dõi mọi động tĩnh của chúng ta nhưng tất cả những gì chúng ta phải là là kiên nhẫn và chờ đợi việc này giống như đi câu cá vậy cuộc cạnh tranh giữa người câu cá và con cá ai sẽ là kẻ kiên nhẫn hơn